The Red Lotus một cuốn tiểu thuyết mới với cốt truyện về đại dịch kính thưa quý vị The Red Lotus một cuốn tiểu thuyết đang được sáng tác gần đây bởi nhà văn Chris Botalian tác phẩm này đã đi sâu vào việc mầm bệnh được nghiên cứu về sinh học và những kẻ trục lợi các nhà khoa học vô đạo đức đã tạo ra một dịch bệnh để buôn bán theo tờ Washington Post đưa tin, lấy bối cảnh 10 ngày ở Việt Nam và New York, cuốn tiểu thuyết bắt đầu với chuyện tình của bác sĩ cấp cứu Alan Sisramit và anh Austin, một người gây quỹ tại bệnh viện cô làm việc. Họ gặp nhau khi cô chữa trị vết thương do trúng đạn và các vết mèo cánh trên đầu ngón tay cho anh. Trong một chuyến đi xe đạp cùng nhau, anh Austin bị mất tích. Trong quá trình tìm kiếm, cô Alexis chỉ tìm thấy các gói thuốc năng lượng size sau đó thi thể của anh được tìm thấy và cảnh sát cho rằng anh là nạn nhân của một vụ tấn công khi trở về new york cô alexis dần phát hiện ra nhiều tình tiết đáng nghi ngờ trong sự việc trên tại việt nam cảnh sát cho rằng cái chết của anh austin có liên quan đến cái chết của một nhà hóa học thực phẩm và vụ hỏa hoạn vào cùng thời điểm cốt truyện dần trở thành mê cung khi bối cảnh được chuyển tiếp qua lại giữa new york và việt nam cùng sự xuất hiện của nhiều nhân vật và nhiều sự thật đáng lo lắng hơn về loại chuột đặc biệt là chuột trong phòng thí nghiệm bị nhiễm mầm bệnh các tình tiết trong tiểu thuyết khiến độc giả hồi hộp đồng thời cũng giúp chúng ta xa rời những tin tức và nỗi sợ hãi hiện tại